Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 03 CTTU của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, thanh tra viên ngành thanh tra Vĩnh Phúc đã tích cực rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng với toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động thanh tra đã giúp chính quyền các cấp giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, xây dựng các cơ quan quản lý nhà nước trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước. Chuyên mục Vĩnh Phúc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kỳ này, chúng tôi có phóng sự thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan nhà nước và cán bộ nhân viên nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân. Kể từ đó, ngày 23 tháng 11 năm 1945 đã trở thành dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của ngành thanh tra Việt Nam. Suốt 70 năm qua, cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành thanh tra cả nước, hoạt động của thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự phát triển của tỉnh. Cán bộ, công chức ngành thanh tra tỉnh qua các thời kỳ đều giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và của đất nước. Đặc biệt hiện nay, khi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vừa bước vào một nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu phấn đấu mới, ngành thanh tra tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực sự là tai mắt của trên, là bạn của dưới, như lời Bác Hồ từng căn dặn với cán bộ ngành thanh tra. Hơn 4 năm qua, thực hiện chỉ thị 03 CTTU của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc càng thấm nhuần những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ làm công tác thanh tra. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, lãnh đạo thanh tra tỉnh thường xuyên quan tâm sâu sát, gắn việc học và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và với trách nhiệm của từng cá nhân trong đơn vị. Việc học và làm theo Bác được thực hiện theo chủ đề hàng năm và gắn với các phong trào thi đua yêu nước do ngành phát động. Đảng ủy thanh tra tỉnh đã chỉ đạo việc bổ sung, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh. Thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ và cơ quan nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự giác tu dưỡng đạo đức, phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Bác đã nói là thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới. Và thanh tra như là cái gương để người ta soi, và nếu mờ thì không soi được. Thế do vậy là trong cái quá trình chỉ đạo của lãnh đạo ngành thanh tra thì chúng tôi quán triệt sâu sắc cái nội dung này và luôn luôn xác định đây là một những nhiệm vụ mà xuyên suốt trong mọi hoạt động của mình. Thế mỗi cán bộ, đảng viên đều lúc nào cũng phải quán triệt và thấm nhuần cái tư tưởng đó. Thế đặc biệt là trong cái hoạt động tiếp xúc với nhân dân, là những cái việc giải quyết liên quan đến lợi ích của người dân thì cũng phải xuất phát từ những cái lợi ích hợp pháp của người dân để chúng ta giải quyết có tình có lý, để tránh trường hợp những người dân người ta bị oan sai hoặc là có những cái kiến nghị đề xuất của người ta chính đáng mà giải quyết không được thỏa đáng. Ban chấp hành Đảng bộ thanh tra tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương của Bác. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra, tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tích cực phòng chống tham nhũng, đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nhất là trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để xảy ra vi phạm pháp luật, tiêu cực trong cơ quan thanh tra tỉnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ rệt về thái độ, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ngành thanh tra tỉnh, nhất là trong văn hóa ứng xử với công dân. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thanh tra. Trong 9 tháng đầu năm 2015, các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã
đã tiếp trên 4.000 lượt người, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Trong đó có 39 lượt đoàn đông người thường xuyên có mặt tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 13 vụ việc, tham gia xác minh, làm rõ 6 vụ việc. Các vụ việc đều được giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người dân. Cũng trong 9 tháng qua, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 14 cuộc thanh tra tại 29 đơn vị, phát hiện sai phạm trên 5,5 tỷ đồng, thu hồi 1,7 tỷ đồng. Từ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong ngành thanh tra tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Đặc biệt là những cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý từ cấp phòng đã nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo gương Bác. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, trưởng phòng tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, còn gọi là phòng nghiệp vụ 3, thanh tra tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liên tục. Đồng chí đã giúp thanh tra tỉnh điều hành hoạt động thanh tra của ngành, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định, đồng thời duy trì và củng cố khối đoàn kết nội bộ. Bản thân đồng chí luôn tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, coi việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cũng là nhiệm vụ quan trọng để tự rèn mình cả về đức và tài. Trong cái hoạt động thanh tra của bản thân mình ý, thì luôn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, đặt lợi ích của tập thể, của cơ quan thanh tra lên trên. Vấn đề thứ hai là đối với bản thân tôi trong suốt những năm qua là luôn phải tự mình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để có tác phong làm việc tốt, tác phong gần gũi với nhân dân. Trước hết ý, cái tác phong làm việc tốt ở đây được thể hiện là ở cái trung thực. Trước hết là trung thực với chính mình, trung thực với đồng nghiệp, trung thực với cơ quan, với tổ chức trong việc tiếp nhận, đánh giá những cái tài liệu trong công tác thanh tra thu thập được. Và từ cái trung thực đó thì nó liên quan đến cái trách nhiệm, gắn với trách nhiệm. Có trung thực thì trách nhiệm mới cao. Mà trách nhiệm ở đây được thể hiện là gì? Trách nhiệm chúng tôi ở đây là thể hiện sự tận tụy với công việc. Nhận thức rõ vai trò, chức năng của mình trong hệ thống chính trị, thanh tra các huyện, thành thị, các đơn vị sở ngành trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác thanh kiểm tra, góp phần tích cực làm lành mạnh hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Song song với sự phát triển trên các lĩnh vực, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền thành phố phải kịp thời giải quyết, mang lại sự công bằng và củng cố niềm tin của nhân dân, tạo môi trường phát triển bình đẳng, lành mạnh cho thành phố. Thanh tra thành phố đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, thanh tra thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thanh tra tại nhiều đơn vị, kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. 9 tháng đầu năm nay, thanh tra thành phố đã thực hiện 4 cuộc thanh tra, bao gồm các vụ việc liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Việc chấp hành pháp luật về tài chính, công tác quản lý, sử dụng đất đai liên quan đến thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân phường làm chủ đầu tư. Công tác thanh tra được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, hiệu lực, không chồng chéo và không gây phiền hà cho các đơn vị. Những cán bộ thanh tra thành phố luôn ghi nhớ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng đối với cán bộ, được làm công tác thanh tra là một vinh dự. Vì sao? Vì công tác thanh tra là một công tác quan trọng, Đảng và Chính phủ có tin cậy mới sao cho làm nhiệm vụ ấy. Những năm qua, đơn vị luôn gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Và mỗi một cán bộ, mỗi một đảng viên, mỗi một người dân học tập và làm theo Bác chính là được hưởng một cái di sản vô giá đó của Bác để làm. Thanh tra thành phố Vĩnh Yên trong nhiều năm qua luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng để rèn luyện cái tố chất của người thanh tra. Đối với lại cán bộ thanh tra thì đây là một cái lĩnh vực rất nhạy cảm,
cho nên là luôn phải học tập Bác trao dồi ở một cái ý chí và cái bản lĩnh. Và để có được bản lĩnh thì phải học tập nghiệp vụ, nâng cao chuyên môn để vượt qua những cái khó khăn, trở ngại trong công việc, để ngăn cách cái sự cản trở tác động bên ngoài vào cái cán bộ thanh tra. Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp và trả lời gần 300 lượt người, trong đó riêng ở cấp thành phố là 161 lượt người. Tại các buổi tiếp dân của Ủy ban Nhân dân thành phố, thanh tra thành phố đều tham gia và thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định. Hoạt động của thanh tra thành phố đã góp phần thể hiện tinh thần khách quan, dân chủ trong công tác giải quyết các vụ việc vướng mắc, tranh chấp và xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố. Có thể nói, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi tập thể cá nhân trong ngành thanh tra tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngành, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh. Đây cũng là tiền đề để ngành thanh tra Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò, chức năng của mình trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03, thì trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn triển khai theo các cái chuyên đề mà đã được học tập, và quan trọng nhất là sau khi học tập thì phải làm theo Bác về cái đạo đức cách mạng, về tính trung thực, trách nhiệm và gắn bó với nhân dân. Mọi hoạt động phải xuất phát từ cái sự gần gũi với nhân dân, bởi vì theo quan niệm của Bác thì dân là gốc, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Mọi việc làm phải hướng về người dân. Do vậy là mọi các hoạt động của thanh tra thì đều gắn với cái lợi ích của nhân dân. Và qua các hoạt động nghiệp vụ của mình thì thanh tra sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời thực hiện chức năng trực tiếp để giải quyết các cái công việc liên quan đến lợi ích của người dân, làm sao cho thấu tình đạt lý, để người dân cảm thấy là tin Đảng, tin nhà nước hơn, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Cán bộ thanh tra phải đến tận nơi, xem tận chỗ, phải khách quan, tỉ mỉ, cẩn thận, phải dân chủ và phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, phát huy vũ khí phê bình và tự phê bình. Những lời căn dặn ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi là kim chỉ nam cho ngành thanh tra Vĩnh Phúc trong việc rèn luyện đạo đức, tác phong, chuyên môn nghiệp vụ của người cán bộ thanh tra, để luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chuyên mục Vĩnh Phúc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.